Năm con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày 11 tháng 2 âm lịch năm 2024. Nếu trong suốt thời gian vừa qua các bạn đã đau đầu, khổ sở về cái vấn đề tiền bạc thì xin chúc mừng các bạn bởi chỉ cần đồng hồ điểm 0 giờ ngày 11 tháng 2 âm lịch thì cuộc sống của các bạn cũng sẽ có nhiều cái khởi sắc, sẽ vô cùng may mắn, đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. Các bạn sẽ bất ngờ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu các bạn đang ấp ủ những cái dự án, những cái kế hoạch mà chưa có cái nguồn vốn thì trong ngày hôm nay các bạn có khả năng cao sẽ nhận được những khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Một số bạn còn có thể nhận được những cái món quà có giá trị từ người thân, từ bạn bè. Và một lần nữa xin được chúc mừng năm con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, chúng ta biết ngày 11 tháng 2 âm lịch là ngày Quý Mùi. Trong ngày hôm nay chúng ta cục diện là ngọ mùi nhị hợp. Vì thế những người tuổi ngọ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Những người tuổi ngọ sẽ đón cái vận trình may mắn về vận trình tiền bạc khá lớn. Trong ngày hôm nay do được cục diện thiên tài nó trợ mệnh. Có thể tinh cao chiếu nên là có nhiều cái cơ hội để nâng cao cái thu nhập của bản thân. À, ngoài các công việc mà các bạn đang đảm nhiệm thì các bạn còn có thể nhận thêm những cái công việc công việc mới hoặc là mở rộng cái tình hình công việc hiện tại. Theo đó thì tiền tài cũng sẽ được sủng dính hơn nhiều. Bên cạnh đó, cái sức sáng tạo của những người tuổi ngọ cũng được phát huy triệt để trong ngày hôm nay nên rất có lợi cho những người làm cho các lĩnh nghệ thuật sáng tạo hoặc là liên quan đến 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 y học đó. Dù gặp phải bất kỳ cái rắc rối nào nó xảy ra thì các bạn cũng nhanh chóng xử lý bằng cái chuyên môn của mình, thậm chí còn giúp đỡ tận tình cho những người khác nữa. À, ngày hôm nay cũng là một ngày ngũ hành nó tương sinh, những người tuổi ngọ được hậu thuẫn để gặp nhiều cái may mắn trong chuyện tình cảm các mối quan hệ lứa đôi thì cũng được cải thiện một cách nhanh chóng những cái hờn ghen ghen tương trước đó thì đều được giải quyết khi mà hai bạn trao đổi rõ ràng với nhau vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của của mình ấy những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay ngày 11 tháng 2 âm lịch ngày quý mùi không ai khác đó chính là những người tuổi hợi thưa quý vị Cát vận của những người tuổi hợi khá lớn trong cái ngày 11 tháng 2 lịch ngày quý mùi, rất là cục diện là Hợi, Mão, mùi là tam hợp. Nói chung ấy, con giáp này sẽ có một cái ngày làm việc được vượng vận quý nhân, tài lộc thì dồi dào, chỉ cần triển khai mọi việc đúng cái định hướng đề ra, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được cái thành công và thu được cái thành quả xứng đáng. À, bên cạnh đó, bản mệnh cần phải chú trọng hơn trong cái việc giải quyết những cái vấn đề còn tồn động, để có thể gì dọn dẹp cái không gian cho những cái nhiệm vụ quan trọng trong thời gian sắp tới. Nếu cứ để mọi thứ dở dang sẽ có thời điểm các bạn không đủ sức cáng đáng và khiến cho gì? Các bạn cũng sẽ phải gặp những khó khăn chắc trở do không hoàn thành được cái mục tiêu Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi hợi trong ngày hôm nay ấy, thì cũng được may mắn không kém, do được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên đối với những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội được thể hiện cái bản thân của mình, cái sự tự tin, cái sự bản lĩnh và cái sự khéo léo của mình ấy, dẫn đến là những người tuổi hợi còn độc thân cũng sẽ rất dễ dàng nắm bắt được cơ hội và có được một cái tình yêu đích thực. Bên cạnh đó, với những người đã lập gia đình thì cũng tìm kiếm cho mình những cái khoảng thời gian những khoảnh khắc cực kỳ là hạnh phúc bên những người bạn đời, bên người mà mình thương yêu nhất. Các bạn hiểu rằng chỉ cần cả hai không ai chịu buông tay và sẵn sàng nhường nhịn đối phương thì dù có cãi vã nào đi chăng nữa thì sớm cũng sẽ được gì giải quyết một cách êm ấm và bình an. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi hợi được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cứ ùn ùn đổ về. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 2 lịch ngày cuối mùi, ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi mão. Thưa quý vị, những người tuổi mão trong ngày hôm nay ấy, thì nói chung ấy, được cục diện tam hợp là hợi mão mùi nó tương trợ. Vậy nên, cái cục diện tam hợp nó mang đến cho những người tuổi mão những cái thuận lợi và suôn sẻ trong công việc. Con giáp này khá nhanh nhẹn và linh hoạt, có thể thích nghi nhanh chóng với cái hoàn cảnh và cái môi trường khác nhau nói chung với công việc cũng có nhiều cái sự thay đổi giúp cho những người tuổi mão có thêm cái năng lượng và hứng thú để khám phá mọi thứ chứ không bao giờ chịu gục ngã trước những khó khăn thì đây là cái cơ hội thích hợp để các bạn khai phá những cái tiềm năng chưa từng được bộc lộ của mình rất có thể các bạn sẽ phải bất ngờ về cái khả năng đặc biệt của mình đó à, tuy nhiên trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi mão thì cũng phải gặp được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp vậy nên những cái tranh cãi những cái mâu thuẫn với nửa kia của mình cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng các bạn gì luôn biết cách chăm sóc thương yêu đến những người thân yêu của mình vì thế mà cái mối quan hệ giữa hai bên nó càng ngày càng thêm được vững chắc à, quý vị thân mến cái mối quan hệ hạnh phúc của đôi bên nó được xây dựng dựa trên cái sự tôn trọng và sự hòa hợp lẫn nhau thì mới có thể bền vững được nắm bắt được cái điều này vậy nên những người tuổi mão đã đưa ra cho mình những quyết định đúng đắn và đặt mình vào vị trí của đối phương khiến cho các mối tình của những người tuổi mão nó được trọn vẹn hanh thông và hạnh phúc hơn và để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thìn à, thưa quý vị những người tuổi thìn thì được quý nhân dẫn dắt trong cái ngày hôm nay ngày 11 tháng 2 âm lịch năm 2024 vậy nên các mối quan hệ sẽ vô cùng là tốt đẹp có người còn nhân cơ hội này tìm thấy được cái tình yêu đích thực của đời mình à các bạn không đặt nặng cái tiêu chuẩn về cái nửa kia mà chỉ quan tâm đến cái sự hài hòa cái sự hòa hợp và cảm giác thoải mái ở bên cạnh nhau nên mối quan hệ nó thăng tiến vô cùng là tốt đẹp và nhanh chóng bên cạnh đó các cặp đôi lại càng thêm cái ngọt ngào nhờ cái kế hoạch hẹn hò bất ngờ mà các bạn và người ấy đưa ra cái ý tưởng trong ngày hôm nay nếu như mà tình cảm đã chiến mùi rồi thì các bạn có thể hoàn toàn chọn ngày lành tháng tốt để mà tiến hành cái chuyện trăm năm. Bên cạnh đó, cái các thần nó còn mang đến những cái cơ hội hợp tác xuân sẻ trong công việc cho những người tuổi thìn. Đó. À, khả năng ăn nói, tài tình cũng sẽ giúp cho những người tuổi thìn nhanh chóng thuyết phục được đối tác. Mỗi khách hàng mà các bạn mà nhắm đến ấy thì cái quá trình thương thảo nó diễn ra khá là tốt đẹp, hứa hẹn đem về cái lợi nhuận không chỉ cho bạn mà cho cả doanh nghiệp nữa. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi thìn nhé. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. Thì trong ngày hôm nay những người tuổi tỵ được cục diện là tỵ ngọ mùi là cục diện tam hội. Thêm nữa lại được chính tài nó nâng đỡ. Vậy nên là trong ngày hôm nay nhờ có chính tài nó che chở mà con đường tài lộc của những người tuổi tỵ nói chung ấy như được trải thảm hoa hồng lợi nhuận đến từ khá nhiều cái nguồn khác nhau những người làm công ăn lương có thể nhận được thưởng nóng hoặc là trích cái lợi tức nhờ cái công sức nỗ lực của bản thân Thu nhập ổn định từ cái công việc chính cũng giúp các bạn có thể chi tiêu khá là thoải mái mà không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì càng ngày càng đạt được nhiều cái thành công. Tiền bạc nó đổ về nhà như thác đổ. Đấy. Cái việc nhanh nhẹn với mỗi cái biến động của thị trường cũng sẽ giúp cho những người tuổi tỵ có thể đi trước một bước so với đối thủ dành cái lợi thế tiên phong cho riêng mình. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh Vậy nên nó mang đến cái niềm vui cho những người tuổi tỵ ở trên cái phương diện tình cảm. Con giáp này nếu đang còn độc thân thì sẽ có đối tượng khác giới ưng ý, để ý, thậm chí là bắt đầu cái mối lương duyên từ đó. Các bạn hãy cứ thoải mái, đúng không? Sống với đúng cái phong cách của mình. À, các bạn có những cái điểm thu hút đặc biệt mà không phải ai cũng nhận ra được. Vì vậy để gia tăng cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ rộng xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày 11 tháng 2 lịch ngày quý mùi thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, kính thưa quý vị, những người tuổi thân được chính ấn che chở Vậy nên những người tuổi thân sẽ có một cái ngày làm việc mệt mỏi, nhiệt tình và cống hiến hết mình cho công việc. Nhờ vậy mà cái hiệu suất công việc nó cũng tăng cao. Các ý kiến đóng góp của bạn khi mà đưa ra ấy, trước tập thể cũng đều được đánh giá cao về cái sự sáng tạo và cái tính khả thi. Nhiều ý kiến còn được đưa vào áp dụng và thực tế ngay lập tức. Cái năng lực được nhìn nhận xứng đáng càng khiến cho những người tuổi thân thêm hăng say bộc lộ cái khả năng của mình. À rất có thể cái thời gian tới các bạn sẽ được giao thêm những cái trọng trách. Đây là cái cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy các bạn hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. À bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, mùi thổ sinh cho thân kim. Vậy nên đường tình duyên của những người tuổi thân cũng vô cùng là rộng mở. Nếu còn độc thân thì con sát này có thể sẽ có thêm nhiều cái mối quan hệ mới và có khả năng tìm được một cái người cùng chung cái con đường và thực sự yêu thương và chăm sóc mình. Vì thế, để mang lại cái may mắn tài lộc về tình duyên, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất Đó. Và trong ngày 11 tháng 2 âm lịch, ngày quý mùi chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý Đó đó là những tuổi sau đây Một là tuổi ngọ Hai tuổi hợi Ba tuổi mão Bốn tuổi thìn Năm tuổi tỵ 6 là tuổi thân đó là 6 con giáp dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ vận trình tài lộc thì thăng tiến làm gì cũng được may mắn và thành công à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn